nó vô nè. Cho con nè. Bao sao không? Xin hà, anh cho bánh kìa. Đâu anh? Cảm ơn anh hai. Anh hai. Rồi. Bánh nướng thơm. À, cô chú có bánh ngon không? Mất cái tiệm hả? Ngồi đây coi chừng. Nãy anh em qua hai cái con em chưa thử hả? Là bánh cuốn hả mẹ? Dạ. Đi cắm trại nha. Là xiên, là xiên. Cắm trại. Hay ha, đó, dạ. Tới bình thường từ xa gì nói đâu khi nào nghe đâu. Đúng dạ. Rồi, tại đây cắm trại rồi, chúc cho ngoại đi cắm trại. Chúc cho bà ngoại đi cắm trại. Cô đi biểu diễn. Chào bà con mình ăn. À, bữa nay ngoại qua chơi chút xíu nữa, rủ ngoại qua bên bên trời lá bên kia nướng bánh ăn. À, cả nhà mình cùng tham gia nha. Đeo cái máy gì là sướng rồi nè. Đeo dạ. Cái máy nha này là ai nói cũng nghe sướng rồi, không có ai dám nói lén nữa ráo á. Đeo cái máy này là đừng sợ ai nói lén mẹ hết đó nha. Cái máy đó là xài đỡ thôi chứ cái máy kia nghe âm thanh hay lắm. Ngày mai Sơn nó đem cái máy xịn về cho mẹ mang. Tại vì sợ ngoại thử mà không chịu cái dạ, lạc mất. Thử máy, dạ. Thử máy, đưa cái máy này cho mẹ thử máy, cho mẹ chịu mang không? Rồi hả chịu rồi mai đưa cái máy xịn. Chịu rồi phải không? Có nặng này đâu mà không chịu. Dạ. Vậy đó hả? Đổi ý rồi. Chứ hồi trước nói khó chịu nghe, hồi trước mẹ nói với ai? Trước mẹ cũng nói nghe rồ rồ khó chịu lắm rồi đó. Trước phải lấy bác sĩ thử còn không được. Chút nữa qua bên kia không gió mát lắm, ở đây nay trời chuyển mưa ốc hầm quá trời luôn. Mèo kêu sao thế ạ? Con dê. Con gà. Hay. Con vịt. Ồ, chuột. Chuột sao con? Đúng rồi. Rồi xin Hà kêu sao con? Mẹ xíu, mẹ xíu. Mẹ xíu ơi, mẹ xíu ơi. Mẹ xíu. Con trâu thì sao? Nghe hả? Cháu. Con bò. Bò kêu sao? Vậy Út chắc đâu có ở lại ăn bánh rồi hả? Thôi Út về đi, cũng đi làm về mệt rồi. Dạ, cho ngoại qua trời cho mát. Xíu bánh kẹp. Hồi hổm mỗi lần qua trời là nhắc bà ngoại. Nói đó ngoại, nói trời ơi, đó giờ mới được đi cắm trại. Qua được 2 lần. Qua được 2 lần. Chị mới nói không. Nói giờ ngoại không có qua nữa. Qua lần này còn được, qua lần nào nó hôn. Sơn mẹ nói á, ai về thẩm là chưa qua nữa đó. Dạ. Rồi sáng định vô dốt chèo xuồng kìa có con nước. Còn chờ dốt về thì không có nước. Dạ, nước lớn hả? Dạ hả? Rồi mà tối quá rồi nên là thôi để cuối tuần đi. Dạ. Giờ nước đương chảy vô nè. Dạ. Hồi sáng chị cũng thấy nước đang lớn nè. Dạ. Sáng đi ngang cầu một phần cái nước đang lớn. Rồi chắc chưa nó rộng giờ nó vô nè. Út biết là con xích lợi cẩn thận nữa. Mà tự nhiên cái trong bụng cũng nghĩ gì nữa. Út lượm dài tàu lá che mũi được. Ôi mắt rượi. Dạ hả? Dạ. Rồi cái Út nói thôi để ra coi chứ xuồng Sơn còn không. Mà còn nguyên đó. Xích cộng với xích bự thiệt là bự. Chị biểu Sơn á, mua nước Sơn á, Nam Việt. Đang đi tới đâu rồi cũng biết à. Giống như biển số xe vậy á. Ấy là bên đằng bên đó kéo về đây nè, bên kia nhìn biết á. Ôi chắc ghe này ở bên đằng đỏ kéo về để phải không? Hay sợ mà mới cái vậy thì á. Ủa vậy cái người đó là sao hả? Bên chị Trinh Hùng quá họ đặt lọt đó. Dạ. Chắc họ thấy lọt. Dạ. Vì lại giờ số lượng xuồng ghe cũng ít nên là ta dễ nhìn. Hai chiếc ghe chạy vô. Rồi sau lắc thứ ba chiếc, còn chiếc chạy vô ngọn. Rồi lắc thấy chiếc thứ ba trong ngọn chạy ra rồi chị mới mượn kéo giùm nó. Ngoại nghe không ngoại? Nghe mẹ nói chuyện không? Nghe nói chuyện nè. Dạ. Giờ nghe giờ là vui phải không? Nghe nói chuyện là vui rồi phải không?
Tại vì không dám xài ăn lớn, thì ăn lớn ngoại khó chịu, nên là để tập từ từ, nhận vừa nghe thôi. Chứ để lớn đi, ngoại nghe nói chuyện hơn, nói chuyện vui. Đó. Dạ, nghe ráo rồi. Nghe là vui rồi ha. Nghe được rồi hả mẹ? Sao như trọng nói gì mẹ sao lên mà khóc chạy ra sao do trọng của thằng Hà nói với mẹ dễ sao nghe mẹ làm gì con vậy mẹ sướng làm gì con vậy nói thử nghe mẹ sướng làm gì con mẹ sướng làm gì con mẹ hiếp con hả thấy không mẹ sướng rầy con hả chửi con hả mẹ sướng này kỳ là coi thẹo nát rồi đó hồi mới qua rủ xuống dưới không đi mà rủ xuống sườn hôi mũi cắn nữa quá trời. Ủa đêm đó thấy thương á, gái hả? Nó cứ kêu chị, nội ơi, mũi cắn con, nội ơi, mà kêu hoài nó mắt cắn dai lắm, ngứa dai nữa. Mà chị nó mũi đầu cắn dữ trời vậy, cái xíu nó buồn mắt đó mẹ ơi. Móc mua mấy cái chai xịt thoa đó. Cho nó đi. Dạ, nghe mùi á. Mà vậy là nó cũng ngoan chứ nó không có khóc mạnh trên trên. Nội ơi, mũi cắn con mà cứ kêu hoài à. Vậy nít thời xưa hay bị mũi cắn làm ghẻ chân cẳng. Trời ơi, dữ mẹ. Ngày xưa bị kiến cắn mà làm ghẻ thôi vậy chị nè nó thẹo, thẹo không người ta nói chân không thẹo mới làm giàu chị nát tan nè kiến cắn nát tan đó trời thẹo không thẹo nè trời bởi nay mà quen mà nó lén đi đừng ai nó lén có máy rồi đó nha đây có máy nghe đó bệnh chỉ gì à đây chờ nó nói gì vậy ơ chị ba đẻ con sao ngoan mà khôn quá má con đẻ đồ khùng đồ điên không bộ mày khôn á tại mày ham tè mày bánh bài chẳng vậy con tao không có tiền bánh bài hả tao không có tiền mà chẳng bánh bài mày muốn hốt con ăn ta không ăn ta hốt của mày mày nói đẻ đồ khùng đồ điên mà nó nói hoài à nói đừng dạy cái gì ra đẻ con cho khôn quá mà người đầu con khá má còn đẻ tên đồ khùng đồ điên không trời nóng thiệt nóng quá trời sao ta mẹ chín mấy tuổi về làm mẹ giỏi vậy hả chín bốn lên được ký lên được ký chín bốn tuổi về là bốn mươi bảy nay được 48 dạ thôi dạ Út về đóng nấu cơm hả? Ừ, về đóng nấu cơm. Sao con? Sao con muốn nói gì? Bye bye. Gì con? Bye bye cần gấu. À, cần gấu. Cần bye bye cần gấu. Đâu nhiều cũng chưa hết á. Thương. Nó thương mình nó mới đeo. Nó lưu lò hả? Hả? Mà tụi nó ngủ ngoan chứ. Ừ, ngủ đi con rồi xíu ngủ hả? Bây giờ nó biểu uống nước mẹ ơi. Sao? Con ha, con đồ uống nước thì con tự đi uống thôi. Không? Nó kêu bà nội kể cho bà Út nghe. Là nửa đêm á, nó đòi uống nước nội ơi, là tự nó tèo xuống lấy nước uống. Dạ. Mà bà nội không kể, nó không chịu. Bà Út nghe rồi. À, bà Út về nấu cơm. Sáng hà bye bye bà Út đi. Bà Út về. Ở nhà nóng quá ha, qua đây mát ngoài ha. Thằng hùng học kia về ha. Nó đây nè, ngồi dưới đây nè. Ủa sao nãy giờ nó không hỏi tôi ta? Có hỏi rồi nội bà cô chưa? Em chưa bà cô. Ơi đừng có ngồi lên bà cô xỉu à. Trời ơi, ngồi dưới đây. Bà cố nhớ sân hào hùng quá cà ngồi nói chuyện với bà cố đi hỏi thăm bà cố đi rủ bà cố ở lại chơi mấy ngày con rủ bà cố ở lại chơi con rủ đi sân hào lên chơi bà cố rồi sân hào con nước hả sao không uống không? Dạ. Trà đào rất ngon đi, thơm lắm. Sơn Hà lại chơi bà cố đi Sơn Hà. Ở đây cũng mát quá chứ. Dạ, mát vậy. Ở trên này có lợp gì không? Có, lợp lá.
có. Thấy năm ngoái cậu chín quả lộc đó không? Dạ đúng rồi. Có chỉnh đèn đèn. Dạ. Cậu chín cậu nói bằng cái thịt này nó trả nhiều tiền. Dạ. Cậu chín nói với ngoại vậy đó. Dạ. Mẹ thích qua đây mát. Mẹ hay qua đây lắm. Bà ngoại thích chỗ này mẹ. Nói mày mát quá trời. Bà ngoại thích chỗ này chơi đi. Mẹ nói ngoại thích không thì qua đây chơi thường xuyên. Mẹ nói ngoại thích thì qua đây chơi thường. Ừ. Mát ha. Con hay ở bên đây lắm. Con á hả, sáng ngày cái qua con tưới mấy cái chậu hành hẹ của con nè, cái con ra đây con ngồi mình con đây à, một tiếng đồng hồ con mới về. Con qua đây chơi, con tưới mấy cái chậu rau rồi cái con ở đây con chơi tiếng đồng hồ, toàn ten tiếng đồng hồ sau con mới về. Năm thất đó hả? Dạ. Không có nghe mới nghe hả? Gần mới nghe đâu, mới nghe đâu. Không có nghe mà mới gần nghe. Không có gắn, không có mới nghe mới gần nghe. Ừ. Thấy con ra bông nè. Dạ. Mệt quá. Mới tắm xong. Cũng ngực. Hồi nãy nó tắm rồi. Dạ, mới tắm được cũng ngực. Nãy có tắm không? Dạ hả, nãy giờ mới nó lan hả? Nãy giờ mới nó lan. À, Xuyến mới đậu cái đầu tiên nè. À, mời cô chú nghe. Xin chào bà con mình nghe. À, hôm nay ngoại qua chơi. Ngoại thì hồi trước ngoại thích đi cắm trại lắm. Nơi đó giờ mới biết cắm trại. À, hôm nay mình qua bên chòi lá chơi ha. Mát mẻ nè. Nhà rất là nóng. Ngoài sắp mưa rồi đó. Rồi Xuyến làm bánh đãi ngoại nè. À, ngoại nó ra đây mát quá. Cái bột này mình pha giống bánh bông lan không? Anh thích này nè em. Giống bánh bông lan mà nướng nó giòn á. Hôm nay em đánh trứng tới đó. Đánh lâu hả? Dạ, đánh lâu nó bóp rồi. Ngon lắm. Nhưng mà em làm một mì nó nhiều quá. Ngon quá. Anh thích vậy nè. Anh thích ăn bánh bông lan nướng á. Em hay đi chợ mua á. Ăn thử thôi con. Ngon. Bên đây. Bá đâu luôn. Cho con nè. Bảo sao không? Xuyên Hà, anh cho bánh kìa. Cháu anh. Cảm ơn anh hai. Anh hai. Hai. Rồi. Anh hai Hùng. Anh hai Hùng. Anh hai Hùng. Cùng ly chân hả? Cùng ly, có ăn à? Cùng ly nè. Vô. Cho anh đi. Cùng ly. Không hả? Còn cái đó hả? Rồi cùng ly. Hết rồi hả? Bữa nay Xuyến làm bánh như bánh bông lan nướng à, ngon mà. Giòn rụm à, mà bên trong mềm xốp. Ừ, mát quá. Bữa nay chuyển mưa đó. Quá trời hầm luôn. Chuyển sáng giờ luôn á, không có mưa. Hầm quá. Bữa cậu 8 cho củi hả, mà chắc cho được quá chừng nè. Hết rồi, ban rồi. Chút xíu nữa mày làm, chút xíu mày làm xong. Rồi chín rồi nè. Từ từ đang nóng xong. Bị khét bên bên lửa nó hay. Từ 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 nhồi đã nóng lắm. Cái lửa củi nó có đều. Từ từ. Mình thay dầu lên. Bánh là chờ xíu đi. Chờ xíu, chờ xíu. Chờ nó đang nóng nè. Cái này đánh lâu á nó lên như bánh bông lan á, ngon. Anh thấy bánh này anh thích hơn cái bánh trước nữa đó. Dạ. Dạ con rồi mà ăn đi. Con hả? Nóng hả? Nóng nè, hết nóng rồi, hết nóng rồi. Có cơm hả? Ăn miếng cơm cho rồi. Dạ. Ít nhiều cũng phải ăn. Phải ăn bánh mới ngon. Ăn bánh rồi người già ăn bánh nhiều không có nên. Dạ. Nó lình xình. Đây nó có nước dừa đâu đó. Ngon quá ha. Dạ, giống bánh bông lan nướng, ngon lắm. Nó giòn mà bên trong thì nó xốp. Ngon hơn hổm luôn. Ngon hơn hổm luôn á. Mốt làm kiểu này ăn xíu. Hello Sơn Hà. Đánh trứng nhiều lâu hơn bữa
nổi như bông lan. Cái này thứ cái chung của chị Hương á, nướng ngon nè. Ở mình cũng có khuôn đó đó. Mình cũng có khuôn đó. Mà của chị Hương nướng bằng điện. Dạ. Ngon không? Bà có ăn món gì anh em mẹ? Khô dứa, đậu bắp. À, cái dứa khô cái dứa hả? Khô cái dứa, đậu bắp. Khô Nam Việt lại thích lắm à. Dạ. Ngon lắm nè. Chừa lại miếng là xài, nếu mà ăn không hết. Dạ. 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 Mới lên được 1 ký rồi. Dạ. Nhõng nhẽo à, ép ăn vậy lắm mới lên được 1 ký. Ép dữ lắm. Uống sữa, nước yến, rồi ăn cơm. Chạy qua tới Trung á, mua đồ ăn. Dạ. Chỗ nào vừa ý chạy qua tới Trung mua đồ ăn. Dạ. Giờ nó mua hoài hoài vậy á. Dạ. Nó mua là 10 mấy trái à. Uống 1 ngày 1 trái vừa. Đừng được cái gì à con. Thấy mẹ chất củi đẹp không? Ngoại qua đây cái ngoại mò mò cái giỏng. Ngoại nói có giỏng này đã. Ngon quá. À, có ăn đi sao không? Nó mua bì bún giật cho mẹ ăn. Dạ. Mẹ nói đi chi tổ trăng á, nói chết bên này mẹ ăn không được thì yếu. Dạ. Mát quá xe ơi. Mát không? Làm sao? Cô Chiến, bay bay bắt hả? Rồi. Bông đẹp không sao hả? Bông có bà nội đẹp không? Đâu? Đâu? Bông đâu? Đâu? Ba không thấy. Không thấy. Đâu? À ở đó đó hả? Wow. Bông đẹp quá. Ừ. Bông đẹp quá. Bông gì? Bông sứ. Bông sứ. Bông sứ đẹp quá. Hôm nay chắc khỏi ăn cơm đó. Đừng có ra lộ nha Sơn Hà. Sơn Hà. Mát không? Mát quá. Mua một bộ đồ cho mẹ. Cô, cái này, cái kia, cái nọ. Xíu làm không kịp, xíu làm không kịp tay rồi. Không đổ cho Sơn Hà với Sơn Ngọc Quang thôi. Làm mà vừa xong vậy đó, nóng ngon. Em nào ăn này nè con. Bác kia ngồi ăn nữa. Mặn sao bột nhiều quá chứ? Dạ. Mặn sáng ăn sáng luôn. Bánh nướng thơm. Chiều quê yên tĩnh quá mà có cái đài phát thanh nó hơi ồn. Có gió rồi đó. Có gió mới chịu nổi, không gió nóng. Nè sao ngoài lạnh hả? Dạ ít rồi đó. Ăn gì ít quá vậy? Ít ít rồi. Ăn đi. Ngon lắm á. Bánh này bánh ấy nè. Bánh ấy. Bánh này bánh gì? Bánh gì? Bánh gì hồi nhớ bán mấy tên rồi. Bánh kẹp. Nói tên đi. Nó làm ngon nè. À, ngoại khen rồi Xuyến ơi. Ngon hơn họ làm. Ngon. Ngon. Họ làm lạc hơn. Mới là béo. Dạ họ dạ. Làm không có trứng nhiều. Bán thì người ta bớt dạ. Trứng bớt dạ. Sữa. Ở nhà làm mình là mình đậm đà chút. Đậm đà thêm. Gia vị hơi đậm chút xíu. Vậy nãy không để ngoài ăn bánh trước. Ăn bánh trước ăn cơm không được. Dạ. Rồi Xuyến làm đẹp nè. Rồi cái này đẹp nè, nhưng mà dạ. Anh thấy nướng thêm xíu nữa vàng vàng nó ngon hơn chứ. Dây được nè. Dạ. Dây đẹp nè. Ừ cái này hơi vàng nè.
Dạ, con thích ăn cái vàng. Ừ, đó. Đó, vàng nó giòn giòn. Cái này nó đẹp. Này nè, cỡ này mới ngon nè. Cái này đẹp nè. Dạ. Ừ. Ra dễ canh. Cái này hồi nóng hồi dạ. Nóng. Đi đâu? Nhiều nè lấy không? À, đây nè con nhiều nè. À, cô chú thấy bánh xiên nướng ngon chưa? Mời cô chú ăn đi. Ăn bánh chị Năm ơi. Ừ, vậy mà giòn mà má. Nó trắng mà giòn xíu. Mời bà Năm đi sân hồng xin ngài. Bánh bà Năm ơi. Em lấy cho. Ăn miếng đi ngon lắm. Bà Năm ra ruộng hả? Làm gì vậy? Dạ. Bánh xiên nướng ngon lắm, bà Năm ăn liền nó giòn lắm. Dạ. Quảng cáo quá trời luôn, đặng mai bán. Bà cố đang kể chuyện gì á? Cố kể chuyện. Bà khôn lắm. Dẫn như vậy à. Rồi đặt tôm tôm hành nước đi ngược. Tháng này đổ ra mấy ký vậy? Đó tôm cá. Bắt cá hả? Tôm bắt cá. Dạ. Ông ngoại bà ngoại khen quá trời với cá kèo. Dạ. À, mà nhỏ xíu rồi mà biết khôn dạ. Lắm. Cả tháng nay à. Cả tháng dạ. Nay đặt cá đặt tôm. Dạ. Đi nè con. Mát quá hả ngoại à? Mát hả? Mát quá. Mát quá, đẹp quá. Mốt qua đây cắm trại thường xuyên nha. Đi cắm trại thường xuyên. Xuyên ngồi nướng không kịp ở đây ăn rồi. Cái anh em nó đi ra ngoài sân chơi. Đẹp dạ. Bà già đẹp, bà già. Đẹp. Họ nói chứ má đâu có thấy mặt má. Bây giờ đâu có thấy. Cái dừng té nha. Nó chạy theo anh đó. 30 giờ có mẹ chết sạch đó. Nóng quá hả mẹ? À, coi chú coi bánh ngon không? Giòn rụm nữa, nhìn nó trắng vậy, nãy con thấy trắng con sợ không giòn. Con lấy xiến làm vàng hơn chút đi, hai người cũng giòn rụm nè. Dây dưa. Đó, chứ không? Mẹ mẹ con làm vui quá. Dạ. Dạ. Rồi, nhập tiệc. Ăn đi xiến. Cảm ơn đi. Cái thơ ăn rồi giờ rồi cái thao bột bát mà. Trời. Sao bột kiến còn hả? Nãy giờ sao thao bột vẫn còn. Sao hồi nó lại nó hỏi sao bột nãy giờ thao bột vẫn còn. Bột nhiều thiệt. Cái này mới nói cho mẹ đổi làm giúp mẹ bát mà. Mày mốt ra rảnh rồi sang nhà nó hết chuẩn nhẽo rồi. Rồi trước nó làm chiều nè bán này kia rồi. Thấy chị bánh tiêu không? Ngày kia cũng gần cái trăm ngàn. Vậy là cái chiên đâu có đậy mũi, cũng kiếm được 70-100 ngàn á. Làm thì chiều mà học sinh trước khi đi học về đó, làm nó bài đó. Cho uống nước trà đá miễn phí, ăn bánh thôi, lấy tiền mắm thôi. Cửa mình bán ngày lớn nè. Dạ. Ở đây chung chúc lại vui hơn ngay bên nhà. Dạ. Bánh này chắc khỏi ăn cơm á. Chắc khỏi ăn cơm á. Bữa nào con qua con tưới mấy cái chậu đó rồi con trèo dẫn con nằm tiếng đồng hồ con mới về. Sáng ăn sáng rồi cái con qua con tưới mấy cái chậu á. Mấy chậu bông chậu kiển ở đây nè, con gom gom đây đặng có nước mưa tưới. Bây giờ em lớn rồi khỏe rồi hả? Dạ khỏe. Ít cực nó ăn. Dạ. Nó biết nghe. Nó biết nghe. Nó ngồi nó chơi nãy lâu quá. Dạ, bánh ngon mà. Nó làm lột. Nó chơi đồ chơi á. À. Nó lâu rồi. Nó đi vòng vòng chơi kìa. Nó biết.
Nó nói giờ nó không có ra lộ. Nhát nó. Để đừng ra người ta bắt đi á, cứ sợ nó không có ra. Nó nói đủ mà mình nghe tiếng được tiếng không. Nó nói mà mình không có hiểu, nó nói cái chữ của nó không có rành. Chú Út về đó 3 tuổi mới biết nói một hai tiếng. Chú Út đó 3 tuổi. Mất cái tiệm hả? Ngồi đây coi chừng. Qua đây coi chừng. Qua đây coi chừng. Có khách chạy về. Chị sợ có khách chạy về không kịp. Nãy anh em qua hai cái khuôn em chưa thử hả? Là bánh cuốn hả mẹ? Làm thử nha nè. Chị nè mà bằng bột gạo với dừa với đường. Dạ. Cái mỏng á, cái ta cuốn lại khi trước khi chín á, cái ta cuốn lại. Dạ. Ta lấy đồ ta dậy nó. Cái đây, bánh này chắc mỏng lét hả? Cái này dày hơn nè. Này kẹp mỏng. Dạ. Tao thử em. Trời ơi, cái thau bột còn nguyên y à mẹ ơi. Nhưng mà bột kia nó chỉ giòn chứ không có mềm sao. Dạ. Thì nó mỏng nó sẽ giòn. Còn cái này chứ là vậy mà. À, bằng bột gạo á. Bột dạ. Gạo không á anh. Nó giòn chứ nó không có mềm. Giống như mấy cái bánh mà người ta bán mình ta bóp bóp lại nó sẽ. Dạ. Dạ. Giống như bánh kem rồi vậy đó sao. Dạ. Để em thử nó bán rồi coi. Chắc cái đôi này quá xíu. Cái đó anh chùi rồi đó em. Nhưng sạch. Nhưng mà làm một cái ăn sao giòn mà. Dạ con nghĩ là nó mỏng nên nó giòn. Cái này mình kho bột gì? Cái này mình kho bột mì, gạo. Cái kia chắc không có bột mì. Bột mì, bột gạo, bột mì đó. Tỷ lệ sao em? Nửa cái bột mì thì 500, nửa cái bột mì thì 100 gram bột gạo. Ừ. Bột năng. 500 gram bột mì, 100 gram bột gạo, 2 muỗng ăn canh bột năng. Rồi em pha với trứng với sữa hả? Rồi đánh lên. Cái trứng. Sao cái trứng? Em lấy 4 cái trứng vịt, 2 cái trứng. 2 cái trứng gà. Rồi đánh ra rồi bỏ đường 600 gram đường. À. Rồi cho tí xíu muối nhằn vô. Uh-huh. Yeah. Thử coi đẹp không? Cái này ở mình đi mình mua cũng mấy cái khuôn, chạy ăn đông nè coi chú. Cũng nhiều tiền lắm á. Cái cũng hết mấy trăm ngàn á. Bữa anh còn mua mấy cái bánh nhúng á cho em á. Mấy cái khuôn á mà mình vẫn chưa xài tới ha. Trời mà anh mua quá trời luôn. Bữa mua hết mấy triệu. Mẹ nói trời ơi mua gì dữ vậy. Anh mua đủ loại luôn. Dạ hả? Rồi. Vậy là cái khuôn mỏng là thất bại rồi ha. À, nên là mình phải làm loại bột khác. Bột này á là nó cần cái chỗ để nở, cái không gian để nở. Tía bông hả mẹ? Nãy giờ coi vậy chứ cơm cũng được nữa rồi em. Dạ. Xem, dạ. Trồng cái cây trăng dây đây nè xem. Nãy trồng rồi hả? Chưa trồng. Để sẵn. Dạ. Tưởng rồi mẹ trồng rồi. Sao không trồng xuống mẹ? Không đủ nước tưới hả mẹ? Dạ. Mấy cây mai cũng xói cho nè. Dạ. Cái bộ khác cho nó sừng lên. Dạ ruộng hả anh ba? Thấy mình ra đây nó cười đó. Nhà ông ở đi ra ra nó chòi ở hả? Không có phát hiện ca nào đó. Còn mấy ổ dịch đã được thống kê
mưa là sơn, nước mưa tưới đầu mới tốt sơn. Nước cây chứ từ cái nó lụng ra. Dạ. Ở đây có ha. Nước cho mặn á. Phải. Mọi người ăn là cũng muốn no rồi đó nghe. Bây giờ bắt đầu là dư rồi để sáng ăn sáng ha. Sáng sáng không đâu. Hả? Bỏ vô bịch đó. Bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch cột tính rồi. Chứ người ta cũng làm để ngày hôm sau vẫn bán được. Thơm quá ha. Có mùi trứng hả em? Thơm. Lại đây ở dưới quê chiều yên tĩnh. Hồi xưa đó là có mấy chị em hay tụm năm tụm bảy chơi vui lắm em. Với hoặc là mình ra ruộng đó, làm cỏ gần nhau đó. Còn nay là người ta đi làm hãng xưởng hết rồi. Đây là vắng que à. Phía sau trời có rau đắng đất rất là nhiều luôn nè em. Nhưng mà già rồi đó. Dạ hả? Dạ. Nó lên bông hết trơn rồi. Mùa này là thường ăn cháo cá nè, rau đắng đất rất là nhiều. Ở chỗ nào nước ẩm ẩm á. Ừ. Với lại mùa này người ta hay tắt ao quá em. Dạ. Tại vì mưa sắp tới rồi cái ao cũng cạn rồi. Tắt ao bắt cá. Ao á, nó ẩm ẩm á, tốt rồi lắm. Thì nấu cháo cá. Bữa ăn ngon quá chừng. Không, không có thêm gì vậy con. Khách ghé mua hàng rồi nhờ có má hai chạy qua bán hàng giùm mày. Cô Quỳnh chỉ có chừng hai cửa hàng luôn. Ê, rủ qua ăn bánh hôm qua. Vậy chứ có một viên nhà hả? Ta vô tin mua đồ bỏ pin mà đâu có làm được. Dạ. Thế bữa nay mẹ vẫn chưa trồng cây được. Bây giờ mình có gắn cái mấy cái bơm tưới rồi á. Nhưng mà vẫn không tưới nổi đâu. Phải là chờ mùa mưa rồi mình mới tưới phụ thôi. Nước này tưới càng ngày càng chết. Tưới là giống như đem phơi cái bông vậy đó. Quéo hết. Còn mấy cái này mẹ gụm nó ra đây cho nó mát mát nè. Phải có mái che vậy nè. Để bữa nào sửa sửa mấy này lại xem. Gió thổi ta chạy vô hết hả mà. Con lấy mấy thêm mấy cây con đó nha. Dạ. Mát quá. Trời này chỉ có ngoài đây mới chịu nổi thôi. Sao không rót nước cho em đi chứ không? Hết cả nước rồi đó. Rồi, Sơn Hà cảm ơn anh đi. Chưa đã này khác dữ vậy nha. Nè đem dĩa này mẹ đi. Vậy bà nội lại phụ lại để khét nội ơi. Chừng nào mới dở ra đi. Xíu ngậm Sơn Hà đi rồi. Giao cái nồi bánh này cho mẹ. À là mẹ biết rồi. Trở qua rồi trở lại. Bánh gẹp này món của Xíu. Cái món này cả nhà biết tại sao mà nhà mình ít có ăn không? Tại vì đâu có tiền đâu mua cái khuôn. Này mới có cái khuôn. Ôi ơi, Sơn Hùng nói đúng này, mẹ ơi ăn mà đã đời sao còn tha bột. Hồi xưa là chỉ có cái khuôn bánh in đó là nhà nào cũng phải cần nhưng mà không phải nhà nào cũng làm nổi. Chính là đây. Dạ. À, còn mấy cái bánh kẹp này thì càng không có tiền mua nữa. Đó chỉ cần cái chảo để chiên bánh xèo thôi mà. Vậy hoặc là mấy cái bánh đơn giản như bánh xà nẹo nè, bánh còng, bánh cam, bánh mà không xài khuôn á, mấy cái bánh mà chiên giòn, bánh xe, bánh xếp, chứ còn bánh mà xài khuôn vậy là sau này mới có làm. Còn như mấy cái bánh nhúng rồi mình toàn là ra tiệm mua không à? Hổm con có mua khuôn bánh nhúng từ nhỏ tới lớn nhiều mà mình chưa xài. Cái đó giòn chắc giống như bột gạo không à. Mình nó rất là mỏng. Khi mình nhúng vào cái vừa nhúng xuống cái nó buông tay ra. Nó chín nó buông tay ra giòn rụm à. Nhúng vô dầu. Dạ. Dầu đang sôi nhúng vô. Nè, đưa tay lên. Ở đây chơi vui ha. Ở đây chơi
mát dạ. Chuyện đâu có gì là gì? Dạ. Chuyện đâu gì hết chắc là gì? Dạ. Đi về bán buồn cái bộ. Dạ. Bên đây có cháu vui. Má hỏi xíu chị nó nướng bánh kìa. Con xíu nướng bánh kìa. Sao nước cục vậy? Uống nước không? Con uống nước không? Sơn Hùng ơi, nướng hoài còn hoài Sơn Hùng ơi. Trời ơi, chưa hết bọt nữa. Trời ơi, còn hoài Sơn Hùng ơi. Chú coi chị như bọt nữa. Sơn Hùng thấy sợ rồi. Càng nướng bọt càng nhiều hả Sơn Hùng? Nở ra hoài Sơn Hùng. Nở ra hoài. À, hôm nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình qua ăn bánh với hóng chó cùng ngoại ha. Rồi cũng tối rồi, giờ thôi cho ngoại về. Để ngoài hồi là lạnh. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Một món bánh nướng cùng cả nhà mình buổi chiều quê ha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.